Ok, hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam anh chị nhé. Chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch thứ hai đầu tuần ngày 22 tháng 1 năm 2024. Thị trường của chúng ta thì có một cái phiên khá là biến động. Phiên sáng thì vừa gap tăng điểm, sau đó thì có những cái thời điểm quay về lấp gap và âm tới 5 điểm. Và cuối phiên trong khoảng tầm 15 phút cuối phiên thì thị trường của chúng ta được kéo lên đóng cửa dương 1,36 điểm, tương đương với 0,12% về cái vùng 1.182.86 điểm, với cái thanh khoản khá lớn trong ngày hôm nay 18.700 tỷ anh chị. Về độ rộng của thị trường thì chúng ta có 246 mã xanh, 5 mã trần trên 223 mã đỏ, cho thấy có một cái sự cân bằng ở trong phiên ngày hôm nay. Về các nhóm ngành, chúng ta có nhóm chứng khoán ngày hôm nay xanh nhẹ. Phiên sáng thì có một cái dòng tiền vào khá tốt của cổ phiếu SHS và VND, tuy nhiên thì nó không được duy trì trong cả phiên và đến cuối phiên thì nó hồi phục trở lại theo thị trường, đóng cửa dương 1,1% đối với SHS và 1,2% đối với VND. Còn các cổ phiếu khác thì cũng có cái mức xanh nhẹ anh chị nhé. Một vài cổ phiếu chứng khoán nhỏ như là MBS, BSI và FTS thì có cái mức tăng khá tốt. MBS tăng 3%, BSI tăng 2,1%. Về nhóm thép thì chúng ta thấy là có một cái lực đánh tương đối tốt vào đầu phiên sáng. Tuy nhiên là trong phiên thị trường rung lắc và cuối phiên thị trường hồi phục thì nhóm thép cũng chỉ đóng cửa ở một cái vùng xanh nhẹ, một cái cây nến ở giữa cái thân nến của trong cái phiên ngày hôm nay. Nhóm banh thì sau những cái nhịp kéo rất mạnh trong tuần vừa qua, trong 1-2 tuần vừa qua thì hôm nay thì có một cái phiên giao dịch chững lại và tích lũy anh chị nhé. Bất động sản thì là một cái nhóm cổ phiếu mang đến cái động lực hồi phục của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Vào cuối phiên thì hầu hết các cái cổ phiếu bất động sản đều rút chân và tăng khá tốt trong ngày hôm nay, đặc biệt là Novaland thì sau khi nó test về cái vùng giá 16, khi mà nó có một vài các cái thông tin tiêu cực như Nam đã chia sẻ với anh chị, thì ngày hôm nay nó cân bằng và bật trở lại dương được 5,5% ở trong ngắn hạn anh chị nhé. Một số vài cổ phiếu khác như đất xanh, Đích, HDC, Nam Long, Shell đều có những cái sự hồi phục khá tốt trong ngày hôm nay. Thì nhóm bất động sản hôm nay có một cái trạng thái vận động khá là tốt, thì chúng ta có thể kỳ vọng trong một vài phiên sắp tới sẽ có những cái sự tích cực hơn đối với nhóm này. Nhóm bất động sản của công nghiệp thì hôm nay chúng ta có cổ phiếu KBC là cổ phiếu có các cái thông tin tiêu cực, thì sáng nay cũng có một cái nhịp xả rất mạnh và chạm về cái vùng giá sàn 29.35 và đến cuối phiên thì cũng có một cái sự rút chân. Tuy nhiên thì hôm nay cái lực bán của KBC vẫn tương đối mạnh nhá, anh chị vẫn cầm cổ phiếu này ấy. Thì như sáng livestream nào cũng có nói với chị là nếu như nó đóng cửa dưới cái vùng giá 30.5 thì anh chị nên hạ bớt, đúng không? Thì rất may là nó vẫn vượt được cái vùng 30.75. tuy nhiên ấy, là anh chị cũng cần phải lưu ý trong một vài phiên tiếp sắp tới, khi mà cái lực bán của cổ phiếu KBC Nam theo như quan sát là mình thấy vẫn còn khá mạnh anh chị nhé. Chúng ta nhìn một chút về thanh khoản thì thanh khoản trong ngày hôm nay tốt hơn hẳn so với phiên ngày thứ sáu. Thanh khoản này có cái sự gia tăng và quay trở lại một vài các cổ phiếu mid cap. Chúng ta có 18.700 tỷ đúng không, và cao hơn cái phiên giao dịch ngày thứ sáu khoảng tầm 20%. Ngày thứ sáu thì chúng ta chỉ có phiên giao dịch là 14.300 tỷ thôi. Hôm nay thì nước ngoài mua dòng rất mạnh anh chị nhé, 467 tỷ tập trung vào PC1, CTG, STB, VCG, EIB, và bán dòng thì bán dòng SSI. HPG cũng là cổ phiếu được mua rất mạnh trong phiên ngày hôm nay. Về tác động lên index thì chúng ta có HPG, Novaland, ACB, VPBank là những cổ phiếu tác động tích cực, còn các cái cổ phiếu tác động tiêu cực thì có Vietcombank lấy đi của thị trường 0,83 điểm anh chị nhé. Hôm nay thì nhóm banh, các cái cổ phiếu banh nhà nước ấy, chúng ta có cổ phiếu BID này, chúng ta có CTG này, đúng không? Chúng ta có Vietcombank là trong cái tuần trước vào phiên ngày thứ sáu kéo thị trường khá mạnh. Riêng ba cổ phiếu này trong phiên ngày thứ sáu kéo thị trường tăng 8 điểm, thì ngày hôm nay nó điều chỉnh, đúng không? Nó điều chỉnh và đến cuối phiên thì nó cũng rút chân trở lại, giúp cho thị trường của chúng ta cũng có cái sự hồi phục về mặt điểm số anh chị nhé. Rồi thế thì với cái sự biến động của thị trường cũng như là các cái nhóm ngành thì trong các cái phiên giao dịch tiếp theo thị trường của chúng ta sẽ có biến động như thế nào và chúng ta nên hành động như thế nào, thì Nam cùng với chị sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay anh chị nhé. Hôm nay thì mình đặt cái tiêu đề là thị trường của chúng ta tiếp cận cái mục tiêu 1.205 thì chúng ta mua hay bán tại cái vùng này anh chị nhé. Thì cái vùng 1.205 cũng là cái vùng mà Nam vẫn đánh giá với chị là cái mục tiêu trong cái sóng tăng lần này, thì hiện tại nó chỉ cách đâu đó khoảng gần 20 điểm nữa thôi là cũng chuẩn bị chạm về cái vùng mục tiêu của chúng ta rồi anh chị ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần số 2 đánh giá về thị trường cũng như là các cái cổ phiếu anh chị đang quan tâm. Trước khi sang nội dung của phần thứ hai, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh và nhớ thả giúp Nam các cái trái tim màu tím ở trong mục comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Anh chị nào mà chưa có người đồng hành muốn về với đội của em Nam thì có thể liên hệ với số điện thoại đang chạy trên màn hình nhé, 0963983379, để mở những cái tài khoản mới hoặc là chuyển ID hoặc là tham gia hình thức thu phí.
thì em Nam sẽ hỗ trợ thêm cho chị trong quá trình anh chị giao dịch nhé. Rồi chúng ta sẽ nhìn một chút về Zoom khách hàng anh chị, đúng không? Sáng nay thì Nam cũng có một cái bản tin gửi đến các anh chị. Đó. Thì Nam có chia sẻ với anh chị là index của chúng ta sẽ tiếp về index ấy, thì trong thị trường đã tiếp cận cái mục tiêu của sóng tăng lần này là vùng 1.200 với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Thì trong các cái phiên giao dịch cận Tết thì với trạng thái hiện tại của thị trường, cái việc mở mua mới gia tăng tỷ trọng thì là tương đối khó. Nếu như thị trường không có sự rung lắc anh chị nhé thì sẽ tương đối khó. Do đó thì Zoom sẽ chủ động nắm giữ lại các lượng cổ phiếu đang có. Thì chúng ta đã tham gia với kỳ vọng là 1.205, đúng không? 1.205 trong các cái tuần trở lại đây rồi, đúng không? Thì mục tiêu của thị trường là nó còn đâu đó khoảng tầm gần 20 điểm nữa đạt được. Và với trạng thái hiện tại của thị trường thì cái việc mở mua mới không phải là dễ. Anh chị nhắc cái việc mở mua mới chúng ta sẽ cần phải chọn lọc rất kỹ các cổ phiếu để có thể tham gia, đúng không? Thì bản 1 thì nếu như index của chúng ta tiếp đà hưng phấn đến cái vùng kháng cự mạnh 1.200 cộng 4 trong cái tuần này anh chị nhé, thì nhà đầu tư có thể thực hiện chốt lời một phần và giảm tỷ trọng đưa về 50% tiền và 50% cổ phiếu nếu như thị trường trong tuần này có những cái phiên kéo mạnh về 1.200. Thì hôm nay thị trường của chúng ta nó xanh vào phiên sáng, đỏ giữa phiên và kéo trở lại cuối phiên. Về cái chart đồ thị của thị trường thì lát nữa Nam sẽ phân tích kỹ hơn anh chị nhé, nó vẫn khá là lành mạnh thôi. Cái bản 2, nếu như index của chúng ta rung lắc điều chỉnh giảm luôn trong các phiên đầu tuần thì chúng ta mới xem xét mở mua anh chị nhé. Còn hiện tại thì chúng ta cứ nắm giữ các cổ phiếu hiện tại chúng ta đang có, ok không ạ? Thì mình đánh giá thêm với anh chị là cuối tuần vừa qua thì index có cái phiên tăng điểm theo đáo hạn sau cái phiên đáo hạn phái sinh, và các cổ phiếu được kéo xanh đầu phiên, tuy nhiên đều gặp các trạng thái chốt lời ngắn hạn ngoại trừ banh, đặc biệt là các cái banh quốc doanh, banh nhà nước. Thì các cái nhóm khác thì đều chưa được cái dòng tiền hướng tới. Nhưng mà trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là một vài các cái cổ phiếu đã có được cái dòng tiền hướng tới, ví dụ như là bất động sản, đúng không? Thì trong phiên cuối tuần vừa qua chúng ta có dự định giải ngân thêm một vài cổ phiếu, tuy nhiên là dòng tiền nó cũng không được lan tỏa. Thì cái việc mà giải ngân tạm thời giai đoạn trước lễ thì chúng ta sẽ cần phải xem xét rất là kỹ nếu như muốn mở mua anh chị nhé. Đó, một vài cổ phiếu khi mà thị trường nó tiến về cái vùng 1.200-1.205 thì đấy sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ vẫn là cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra từ đầu cái sóng lần này. Và khi mà nó đạt về vùng này thì chúng ta vẫn sẽ ưu tiên chốt lời các cái cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ, đúng không? Rất nhiều các cái cổ phiếu, một vài cổ phiếu banh, đúng không? Một vài cổ phiếu chứng khoán, thép này, rồi bất động sản thì hiện tại chúng ta vẫn đang nắm giữ anh chị nhá. Hôm nay thì chúng ta có chú ý thêm cổ phiếu KDH và IDG. Thì hôm nay thì cũng có mở mua cho anh chị thêm hai cổ phiếu này, là những cổ phiếu mà nó đang có cái trạng thái đồ thị khá tốt, anh chị có thể chú ý được anh chị nhá. Rồi thì đấy là về thị trường thôi. Chúng ta sẽ đi vào phân tích một chút về cái chart đồ thị của index anh chị. Rồi để Nam mở to lên một chút nha anh chị nhé. Đây là SHS này, VN Index. Đấy, thì anh chị thấy được rằng là Nam vẫn đặt một cái mục tiêu cho cái thị trường trong cái nhịp lần này là cái vùng 1.200, cũng chính là cái gap down mở ra vào phiên ngày 22 tháng 9 năm 2023, là cái phiên mà kết thúc cái sóng tăng của thị trường trong năm 2023. Đây, nó chính là cái phiên ngày 22 tháng 9, đúng không? Thì bây giờ quay trở lại của thị trường ấy, cái vùng này ấy, nó sẽ là cái vùng kháng cự rất là mạnh. Và hiện tại thì thị trường của chúng ta cái nhịp sóng này, đúng không, thì Nam vẫn đề cập với anh chị là mục tiêu sẽ là 1.200, thì nó đâu đó còn khoảng tầm 18 điểm, đúng không, 18 cho đến hơn 20 điểm nữa thôi là nó sẽ đạt đến cái mục tiêu này, đúng không ạ? Thì về cái trạng thái đồ thị của thị trường thì mình đánh giá là vẫn chưa có cái vấn đề gì cả, MACD vẫn đang trên không, đúng không, và MACD vẫn đang trên không và đường giá thì vẫn đang giữ được kênh tăng và vẫn đang tiếp tục đi lên. Ở trong cái khung đồ thị giờ thì anh chị thấy là nhịp trước, đúng không, chúng ta có một cái nhịp mà MACD có phân kỳ 3 đoạn ở đây, thì index của chúng ta đã có những cái cú điều chỉnh, sau đó thì test ngược trở lại và bật tăng rất là nhanh, test ngược trở lại bật tăng rất nhanh và tiếp tục vượt đỉnh và hình thành một cái kênh tăng mới. Và hiện tại thì MACD hiện tại chưa có một đỉnh nào cả anh chị nhé. Đấy, do vậy cho nên là cái đoạn này về cái chart đồ thị của index thì mình đánh giá là nó vẫn đang rất là lành mạnh. Còn cái việc mà thị trường nó rung lắc trong phiên ngày hôm nay ấy, thì nó là một cái điều hết sức bình thường thôi. Và hiện tại thì mình cũng không báo anh chị phải chốt lời các cổ phiếu nào cả, anh chị vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được. Chúng ta nhìn về cái đồ thị ở trong khung ngày, chúng ta thấy là thị trường vẫn đang hướng về cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Ở trong khung giờ thì nó vẫn chưa tạo ra các cái phân kỳ, đúng không, mới có một đỉnh và chưa có vấn đề gì quá lo lắng. Trạng thái thì vẫn đang khá lành mạnh về chỉ số anh chị nhé. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục kỳ vọng là thị trường sẽ có thể tiếp tục kéo về cái vùng 1.200-1.205, thì đấy sẽ là cái mục tiêu của thị trường trong cái nhịp lần này. Ok, thì đấy là về thị trường anh chị nhé. Còn nếu mà chúng ta nhìn kỹ ở trên khung đồ thị tuần đó,
thì đây là đồ thị tuần của index, thì anh chị sẽ thấy là cái nhịp lần này của thị trường ấy thì chủ yếu là sóng đến từ nhóm banh đúng không, và cái vùng cản của thị trường sẽ là cái vùng 1205 đúng không, nó sẽ tương đương với cái vùng cản ở cái vùng đỉnh cũ đúng không, đỉnh cũ ở đây, và nó tương đương với cái đường Bollinger Band ở trong cái khung đồ thị tuần nó đang hướng xuống này đúng không. Tuần này thì bắt đầu nó đang về cái vùng 1214 rồi anh chị nhé, tuần sau nó sẽ về đến cái vùng 1205 1200 đúng không. Thì do vậy sẽ là cái vùng band trên hướng xuống như này sẽ là cái vùng cản rất mạnh, và thị trường ở trong khung tuần anh chị thấy là tăng từ band dưới đúng không lên đến gần band trên và band trên hướng xuống, thì cái nguy cơ để thị trường sau khi nó chạm cái vùng cản này nó sẽ có những sự rung lắc mạnh ở đây đúng không, để tích lũy hoặc là điều chỉnh trở lại là điều hết sức bình thường. Tức là anh chị hình dung đây là trên khung đồ thị tuần nhé, chứ không phải là nó sẽ diễn ra trong 1-2 ngày mà thậm chí là vài ba tuần nữa nó mới diễn ra, và đường MA20 thì nó vẫn còn đang hướng xuống đúng không, nó còn đang hướng xuống. Thì nếu mà đẹp nhất của thị trường về trong trung hạn thì nhiều khả năng thị trường nó lên được cái vùng 1200, sau đấy nó phải tích lũy ở đây đúng không, tích lũy ở cái vùng 1200 nếu như nó mạnh anh chị nhé, để nó làm gì, để nó kéo cái đường MA20 đi lên cong như này thì thị trường mới có thể tiếp tục đi lên ở trong tương lai được. Đấy, còn nếu như mà đến cái vùng 1205 mà nó gặp những áp lực bán quá mạnh của nó điều chỉnh trở lại thì cũng là điều hết sức bình thường và tốt cho thị trường ở trong trung và dài hạn anh chị. Mình vẫn đánh giá thị trường trong trung dài hạn vẫn là rất tốt, và cái cơ hội trong năm 2024 này vẫn là rất nhiều, vẫn là một cái view rất là tươi sáng của thị trường về các cái đồ thị khung tuần, đồ thị khung tháng đúng không, đồ thị ngành như Nam vừa phân tích với anh chị, hay là các cái câu chuyện về vĩ mô ở trong nước đúng không. Chúng ta thấy là năm nay chúng ta vẫn hướng tới cái mục tiêu về việc tăng trưởng kinh tế với cái mục tiêu là 6,5% tăng trưởng GDP, thì tất nhiên là các cái vấn đề về lãi suất đúng không, chúng ta vẫn đang trong một cái môi trường lãi suất rất là thấp, và cái lãi suất tiền gửi bây giờ anh chị mà đi gửi ngân hàng mọi người sẽ thấy là cực kỳ thấp và nó không được bao nhiêu cả. Anh chị gửi ngân hàng nhiều khi là còn thấp hơn cả lạm phát về cái mức lãi suất ấy. Do vậy cho nên là cái việc mà mình gửi ngân hàng thời điểm hiện tại gần như là không có một anh chị nào nghĩ đến cái việc gửi ngân hàng, gần như là như vậy đúng không, đại đa phần là như vậy. Tất nhiên là vẫn cái lượng người ta gửi vẫn còn rất nhiều, nhưng mà khi mà thị trường của chúng ta nó tạo ra các cơ hội thì cái việc mà dịch chuyển cái nguồn tiền từ gửi ngân hàng sang các cái thị trường tài chính là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy anh chị nhá. Rồi thì đấy là về thị trường ở trong năm 2024, thì mình vẫn đánh giá là một cái năm tốt của thị trường. Quan trọng ấy là trong mỗi cuộc nhịp sóng của thị trường thì chúng ta ra vào sao cho hợp lý. Như nhịp vừa rồi thì anh chị thấy là sóng banh rất mạnh đúng không, nhưng mà sau cái nhịp này khi thị trường nó chạm về cái vùng kháng cự mục tiêu 1200, có thể thị trường rung lắc ở đây, thì lúc ấy có thể thị trường nó sẽ tạo ra một cái dòng dẫn mới đúng không, và mình đang kỳ vọng là các cái dòng như là chứng khoán, như bất động sản anh chị nhé. Đấy, nhịp vừa rồi thì chúng ta có thép, có banh đúng không, thì nhịp tới chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là chứng khoán, bất động sản, nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ tăng ngay anh chị nhé. Mình tức là cái nhịp sau của thị trường ấy, tức là nó lên cái vùng này nó tích lũy rung lắc ở đây hoặc là nó điều chỉnh nó đi lên, thì cái nhịp sau này, cái vùng điều chỉnh này ấy, nó sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ cần phải quan sát xem là thị trường nó cân bằng tích lũy các cổ phiếu sẽ đi lên, hay là thị trường nó điều chỉnh trở lại các cổ phiếu chứng khoán, bất động sản có những sự rũ bỏ, thì chúng ta cần phải quan sát thêm anh chị nhá. Thì đấy, còn về thị trường thì mình vẫn đánh giá là một cái view tốt thôi, còn quan trọng là chúng ta lựa chọn cổ phiếu nào ở trong khung ngày, khung tuần hay là khung giờ, thì mọi thứ đều đang rất là lành mạnh, ủng hộ cho cái mục tiêu là 1200 anh chị nhá, thậm chí là xa hơn một chút, 1205 hay là 1210 là một vài điểm, nó là cái điều hết sức bình thường thôi, nó dùng trụ nó kéo lên là điều bình thường anh chị nhé. Rồi thì đấy là về thị trường. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần số 2, đánh giá về các cái nhóm ngành, thì Nam sẽ đi lần lượt các cái nhóm ngành để đưa ra các cái nhận định và đánh giá anh chị nhé. Thì trước khi sang nội dung của cái phần số 3 đánh giá về các cái nhóm ngành, thì anh chị đang tham gia theo dõi video này, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị chưa có người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư thì có thể là về với đội của em Nam nhé, liên hệ với số điện thoại ở trên đang chạy ở trên màn hình 0963983379 để mở những cái tài khoản VPS số đẹp. Thì anh chị muốn mở thì gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp cho anh chị những cái tài khoản số đẹp để anh chị giao dịch cho nó may mắn. Còn anh chị nào mà đã có tài khoản rồi, anh chị có thể chuyển ID nhé, một vài cái thao tác về việc chuyển ID nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi anh chị ạ. Anh chị nào mà chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID, anh chị có thể tham gia hình thức thu phí nhé, cái mức phí nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, anh chị cứ chủ động liên hệ để chúng ta cùng nhau đồng hành để đánh những cái nhịp sóng sắp tới của năm 2024. Nhịp rồi anh chị thấy là banh đúng không, banh thì nó sẽ không tăng được quá nhiều, đâu đó khoảng 10 đến 15 đến 20% đã là ok lắm rồi. Nhưng mà cái nhịp tới khi mà các cái dòng tiền nó quay trở lại mid cap anh chị, khi mà chúng ta đánh các cái cổ phiếu như thép, như bất động sản, như chứng khoán, thì cái mức tỷ suất lợi nhuận của nó sẽ cao rất nhiều, và mình vẫn đang lên các cái kế hoạch
để chúng ta giải ngân cũng như là đón sóng, cũng như là nắm giữ các cổ phiếu chúng ta đang có để đón các cái cổ phiếu mid cap trong cái thời gian sắp tới. Anh chị nhá, với việc mà nó tích lũy để đi lên hay là nó rũ bỏ để đi lên thì mình đều có các cái kịch bản sẵn để chúng ta có thể là không bị bít sóng, và mọi người yên tâm là chúng ta sẽ tham gia được những cái nhịp sóng mà để có thể là thay đổi được cái NAV của các anh chị ở trên tài khoản anh chị nhá. Rồi thì anh chị nào mà muốn đồng hành cùng em Nam thì cứ chủ động liên hệ thì mình sẽ hỗ trợ thêm cho anh chị. Chúng ta sẽ phân tích từ nhóm banh đầu tiên anh chị nhá. Bít là cái cổ phiếu mà đang có một cái lịch tăng rất tốt, chúng ta sẽ nhìn ở trên khung đồ thị ngày. Đúng không? Hôm trước thì Nam cũng có kể cho anh chị cái kênh tăng của Bít chung và dài hạn ở đây. Đúng không ạ? Một cái kênh tăng của Bít ở trong chung và dài hạn. Anh chị nhá, một kênh tăng trong chung và dài hạn, và hiện tại thì nó vẫn đang đánh trong kênh này thôi. Và cái kênh trên của Bít thì hiện tại đâu đó sẽ là quanh cái vùng giá 52. Đó thì anh chị thấy là sau cái phiên ngày hôm nay thì có một cái nhịp điều chỉnh, tuy nhiên là nó cũng rút chân trở lại. Thì anh chị nào nắm giữ cổ phiếu này ấy, thì vẫn nắm giữ được anh chị nhá. Nhưng mà mua ở đây thì sẽ rất khó, bởi vì là thật ra đây là một cái cổ phiếu mà banh quốc doanh đúng không? Nhưng mà cái cách đánh của nó trong lịch sử thì nó rất hay tạo cây thông anh chị nhá. Chứ nó không phải là những cổ phiếu mà chúng ta có thể có những cái điểm mua đuổi mà một cách là bừa bãi được, đúng không? Anh chị nhìn những cái cú này trong lịch sử này, những cái cú cây thông của Bít là không phải là không có, đúng không? Chúng ta phải cẩn thận. Tất nhiên là thị trường thời giai đoạn hiện tại thì rất khó để có thể tạo ra cây thông, nhưng mà chúng ta cũng phải có những cái điểm mua cho nó phù hợp. Đúng không? Anh chị mua được ở phía dưới rồi thì anh chị vẫn cầm. Còn mua trên này thì mình đánh giá là nó không còn điểm mua nữa anh chị nhá, không còn điểm mua nữa. Còn anh chị cầm thì anh chị canh những cái điểm chốt lời trong ngắn hạn thôi. Tiếp theo chúng ta có CTG. CTG cũng là cổ phiếu hiện tại cũng đang có form rất tốt anh chị. Về nếu mà chị đánh follow theo trend ấy, thì nó cũng chưa có vấn đề gì cả, đúng không? Ngắn hạn thì nó đang có cái cản ở bên này. Đấy, đang có cản bên này, đây là cản rất mạnh anh chị. Thì anh chị nào muốn chốt lời ngắn hạn thì quanh cái vùng 33 đúng không? Quanh 33.x là cái vùng anh chị có thể chốt lời trong ngắn hạn đối với cả CTG anh chị nhá. Còn trong khung trong về cái chỉ báo ấy, thì MACD nó chưa có đỉnh gì cả. Đây nó mới là cái nhịp đầu tiên thôi, đúng không? Cho nên là cái việc mà anh chị follow theo trend thì chị cứ cầm thoải mái, không vấn đề gì cả. MBB quan trọng là cái điểm mua thôi. MBB hiện tại nó cũng đang vào cái vùng đang cái nhịp một của nó cũng đang chạy rất mạnh rồi, đúng không? Ở đây thì để mà mua thì nó không có điểm mua, bắt đầu chạm về cái vùng kháng cự bên đây là rất dày nhỉ nhá. Đấy thì lên đến vùng này là cái vùng mà người ta canh chốt ở trong cái nhịp một. Còn cái nhịp hai thì anh chị vẫn phải chờ những thời điểm mà nó cân bằng tích lũy trở lại thôi. Còn nó cứ kéo rướn như này thì nói thật sự là mình cũng không biết nó kéo rướn đến đâu. Nhưng mà về cái phân tích kỹ thuật, về nguyên tắc thì là không có điểm mua ở đây anh chị nhá. Đó, thế anh chị nhìn vậy thôi, nhưng mà để mà ăn được một cái nhịp sóng từ đây của MBB lên đây là đâu đó nó 18% thôi anh chị nhá. Nhưng mà cực kỳ là anh chị phải có những cái thời điểm mà nó tích lũy rất lâu nó mới chạy được một nhịp như thế này. Đó, đâu đó 18% nhá anh chị nhá. Đấy là MBB. Tiếp theo chúng ta có một vài cổ phiếu mà đi sau ngân hàng thì còn ACB nữa. Đây là những cổ phiếu mà mình đang đánh giá rất mạnh ở thời gian hiện tại, đúng không? ACB là những cổ phiếu mà mạnh nhất ở của nhóm ngân hàng, mình nói trước anh chị nhé. Thì anh chị mà follow theo trend thì anh chị vẫn cầm được, anh chị canh chốt. Còn mua thì trao đổi với anh chị là những cái cổ phiếu top đầu như này thì nó chưa có điểm mua anh chị nhé. Nếu mà anh chị sử dụng về RSI ấy, thì con ACB hiện tại nó đang có phân kỳ. Đó, cái việc mà nó kéo rướn như này thì mình trao đổi với chị về phân tích kỹ thuật là nó không còn điểm mua anh chị nhé. Còn cầm thì không phải như hôm trước nào có nói với chị là không phải cứ có phân kỳ là anh chị bán. Tức là anh chị mà theo cái trường phái follow theo trend thì khi nào nó gãy trend thì anh chị mới phải bán, đúng không? Đấy, cái trend ngắn của con ACB nó ở đây nó vẫn thoải mái anh chị nhé. Còn những cái gọi là để mà con này nó xấu hẳn ấy, thì nó phải mất cái vùng giá 25 cơ. Tức là cứ vẫn thoải mái, anh chị cứ cầm thoải mái anh chị nhé. Còn mua thì trao đổi với anh chị là về phân tích kỹ thuật, về kỷ luật mà nói thì không có điểm mua nhé. Đó, đấy là ngân hàng. Thì đấy là nhịp các cái cổ phiếu ngân hàng vốn hóa đang mạnh nhất ở trên thị trường. Bên cạnh đấy thì chúng ta có các cổ phiếu đi sau, ví dụ như SHB. SHB thì những cổ phiếu ngân hàng hiện tại đang có sóng thì những cổ phiếu này nó gặp cản anh chị nhé. Tức là những cổ phiếu mà đi từ dưới đi lên thì bao giờ nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà yếu hơn nhưng mà nó lại còn những cái điểm mua đủ tốt để anh chị có thể tham gia. Ví dụ như con SHB này thì quanh cái vùng giá 12 là anh chị lấy được nhá. Quanh 12 anh chị lấy được để anh chị đánh một cái nhịp vào vượt đỉnh. Khả năng cao là nó tích lũy một vài phiên đây rồi nó sẽ vượt lên anh chị nhá. Đây là đối với SHB. Tiếp theo chúng ta có Tiên Phong Bank, là những cổ phiếu đang có sự vận động khá tốt của nhóm bank, cũng đang tích lũy ở đây thôi. Thì khả năng cao là nó tích lũy ở đây rồi từ từ nó sẽ kéo được về cái vùng biên trên này. Đó, anh chị nhá, đó là Tiên Phong Bank. Tiếp theo đó là những cổ phiếu mà đi sau nhé, tất nhiên là nó sẽ yếu hơn MBB, đúng không? Tức là trong cả một cái chu kỳ sóng của nhóm banh thì như Nam trao đổi với anh chị là sóng của banh thường nó kéo dài 4 cho đến 6 tháng, thì bây giờ nó chỉ là nhịp một thôi,
Thế tức là trong cả một cái chu kỳ thì các cái cổ phiếu như Nam vừa chia sẻ với chị là nó sẽ mạnh hơn, đúng không? Nhưng mà các cổ phiếu đi sau như này thì nó sẽ còn những cái điểm mua đủ tốt để cho anh chị, và nhiều khả năng nó sẽ kéo được về cái vùng đỉnh cũ thôi. Đấy, Tiên Phong Bank nhé, hay là MSB, đúng không? Đấy, nó dự định nó sẽ kéo được về thôi anh chị nhé, nó vẫn còn đang trạng thái vẫn còn đang ổn, chưa vấn đề gì. Tiếp theo chúng ta có chúng ta có Liên Việt. Liên Việt cũng là một cổ phiếu đã vượt đỉnh anh chị. Đây là những cũng là form cổ phiếu mạnh. Tuy nhiên con này thì có một điều là Nam thấy là nó đánh hơi bo cung một chút, cho nên là mình không không chú ý nhịp này. Tức là nó đang có một cái đội nó chi phối cổ phiếu này ấy. Nó cầm, tức là cổ phiếu mà bo cung là cổ phiếu mà có một đội tạo lập người ta kiểm soát cái cung cầu. Đấy, cho nên là mình không chú ý cái cổ phiếu này lắm. Thông thường những cổ phiếu bo cung thì mình sẽ né anh chị. Mặc dù là form của nó thì cũng khá là ổn anh chị nhé. Rồi chúng ta có VIB, những cổ phiếu mà Zoom đang nắm giữ, và chúng ta hiện tại thấy VIB cũng đang là một cổ phiếu khá là ổn anh chị. Hiện tại nó vẫn đang duy trì được cái trạng thái tăng tốt, tuy nhiên là anh chị thấy là RSI vào vùng quá bán khá là mạnh rồi, đúng không? Vào vùng quá bán khá là mạnh rồi, cho nên là cái việc mà quá mua anh chị nhé, sorry mọi người, quá mua khá là mạnh rồi, cho nên là mua mới đây thì mình đánh giá là nó không còn điểm mua. Còn việc nắm giữ ấy, anh chị follow theo trend thì chị cứ kẻ những cái kênh tăng của nó ra, đúng không? Nó chưa vi phạm gì thì anh chị cứ cầm, còn nó vi phạm về bản chất là gãy gãy cái kênh tăng giá dốc ấy, thì anh chị sẽ chốt một phần hai, còn khi nào mà nó thủng hẳn nền ở đây thì anh chị mới phải bán hết, đúng không? Nếu mà anh chị follow theo trend về bản chất nó sẽ là như vậy nhé. Đó, tức là mình sẽ chia ra để chốt, còn anh chị mà chốt lời chủ động thì nó bắt đầu nó kéo về vùng kháng cự, kéo xanh hưng phấn về vùng kháng cự thì đấy sẽ là cái vùng mà anh chị chốt lời chủ động. Còn follow theo trend thì nó là cái phương pháp khác anh chị nhé, nó là cái phương pháp mà khi nào anh chị gãy cái kênh tăng này, đúng không, thì anh chị có thể chốt một phần hai. Còn khi nào mà nó mất hẳn cái nền, đúng không? Ví dụ ở đây là cái cây break của nó là cây này thì cái nền của nó sẽ là quanh cái vùng giá 20.5. Đó, thì mất hẳn vùng đấy thì mọi người mới phải bán. Còn không thì không có vấn đề gì cả nhé. Thì đấy là VIB. Còn mua thì nói chung là về cơ bản không còn nhiều điểm mua đối với cả nhóm banh chị nhé. Chúng ta sẽ nhìn chút về nhóm chứng khoán. Chúng ta có SSI. Nhóm chứng khoán thì hôm nay là một cái phiên rút chân vào cuối phiên cùng với thị trường. Đó, thì anh chị thấy là hôm nay là một cái phiên test cung của SSI. Thanh khoản thì thấp hơn một chút nữa thì đẹp hơn, ví dụ nó giống như những phiên này, thấp hơn chút thì đẹp hơn. Và thanh khoản vẫn 16 triệu thì nó cũng là một phiên test cung, gọi là cũng không phải là quá tốt nhưng mà cũng không phải là quá chuẩn theo sách giáo khoa, đúng không? Nhưng mà về vận động thì vẫn đang là tốt anh chị nhé. Thì con này thì trên vùng giá 30 ở vùng giá này thì nó vẫn đang tích lũy trên MA20 thôi, chưa có vấn đề gì cả. RSI thì vẫn đang ở vùng chưa phải vùng quá bán thì anh chị có hàng vẫn cầm được. Thì tức là về nhóm chứng khoán thì Nam đánh giá là mình hơi băn khoăn một chút, đúng không? Hơi băn khoăn một chút về cái việc mà nó chưa có sự rũ bỏ và cái khung tuần của nó chưa thật sự là tích lũy chặt ở trong khung tuần để có thể tạo sóng lớn ngay tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như SSI ở đây, tức là ở vùng này chị thấy là cái Bollinger Band nó co thắt rất là mạnh. Còn ở đây thì nó cũng có co bóp nhưng mà nó vẫn còn khá rộng anh chị nhé. Nhìn về cơ bản nó vẫn còn khá rộng, tức là nó chưa đủ cái sự tích lũy chặt để có thể hình thành sóng, giống như cái giai đoạn tháng 5, tháng 6 năm ngoái. Đó, một cái con sóng mà anh chị thấy sóng nó phải tăng tầm 60% như này, đúng không? Còn hiện tại thì SSI đâu đó nó mới cái nhịp này thì cái độ tích lũy nó chưa đủ. Thì như Nam trao đổi với chị là sóng của chứng khoán chắc chắn sẽ có trong năm 2024. Nhưng cái thời điểm thì mình đang tham minh ở đâu đó là phải qua Tết thì nó bắt đầu nó mới có sóng to, chạy một cái nhịp tăng mạnh. Còn trong ngắn hạn thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì anh chị nắm giữ vẫn được anh chị nhá. Nếu như nó có tăng được thì nó sẽ tăng được một cái nhịp đánh T cộng thôi, vì thứ nhất là nó chưa đủ tích lũy, cái thứ hai là nó chưa có cái thị trường hiện tại bây giờ nó bắt đầu chạm về cái vùng kháng cự mạnh rồi, đúng không? Chỉ còn đâu đó khoảng tầm 18 cho đến 20 điểm nữa là bắt đầu về đến mục tiêu của chúng ta rồi. Thì nếu như ở đây mà ngày mai SSI nó nổ lên được một cây, đúng không, thì nếu như mà nó nổ lên anh chị có hàng, mọi người sẽ canh chốt ở cái vùng đỉnh cũ. Đấy, quanh cái vùng giá 35.x nếu như nó nổ lên một cây anh chị nhé. Hôm nay là phiên test cung. Đấy, còn nếu như mà không thì nó chỉ là tích lũy thôi, và khi mà tích lũy đi nền lâu mà không bật được thì nó vẫn có nguy cơ xảy ra một pha rũ bỏ của nhóm chứng khoán anh chị nhé. Nhưng mà rũ bỏ ấy, thì góc nhìn của mình vẫn là rũ bỏ để đi lên trong cái nhịp sau. Còn nếu như nó tăng được một nhịp lên đây, đúng không, thì mình view không có gì thay đổi cả, lên đây vẫn là vùng chốt ngắn hạn, sau đó nó sẽ có những pha test lại rũ bỏ ở phía dưới anh chị nhé. Còn để mà hình thành một cái sóng lớn của nhóm chứng khoán thì như Nam trao đổi với chị là vẫn cần thêm thời gian, phải qua Tết âm và đâu đó là cuối tháng 2 anh chị nhé. Thì đấy là nhóm chứng khoán SHS này.
cũng tương tự như vậy, đúng không? Hôm nay cũng có một cái phiên mà dòng tiền vào khá mạnh vào đầu phiên sáng. Đầu phiên sáng đâu đó chỉ một tiếng đầu tiên thôi thì mình đã thấy là có một cái dòng tiền nó vào khoảng tầm 10 gần 10 triệu cổ phiếu. Và trong 3 tiếng rưỡi còn lại của cái ngày hôm nay thì đâu đó chỉ được thêm có khoảng tầm 9 triệu cổ phiếu thôi. Tổng phiên ngày hôm nay là 10 tổng phiên ngày hôm nay là 19 triệu cổ phiếu anh chị nhá. Thế tức là dòng tiền nó vào rất mạnh vào phiên sáng, đầu phiên sáng, nhưng mà sau đấy thì nó lại chững lại. Thì hiện tại anh chị thấy là band đang bóp rất chặt, đúng không? Thì ở đây nó chỉ có hai kịch bản thôi. Một ấy, là nó vượt cái vùng giá 19 với vol to, đóng cửa trên 19 với vol to, 19.2 với vol to đâu đó khoảng tầm 30 triệu cổ phiếu, thì nó sẽ đánh được một nhịp lên vùng giá 20.5-21. Tức là khi mà cổ phiếu tích lũy ấy, thì anh chị đừng có nhìn những cái này, đừng có nhìn về chỉ báo, anh chị chỉ cần nhìn về một ấy, là nó break out đi lên, đúng không? Thì nó sẽ có một nhịp đánh ngắn giống như SSI về vùng đỉnh cũ. Còn trong trường hợp thứ hai mà nó break down đi xuống, tức là nó xuyên thủng vùng 18 với vol to cũng khoảng tầm 20-25 triệu cổ phiếu, thì nó sẽ xảy ra một pha rũ bỏ trước khi đi lên anh chị nhá. Còn sóng của nhóm chứng khoán thì năm nay mình vẫn đánh giá là sẽ có, chắc chắn sẽ có, quan trọng là thời điểm thôi, đúng không anh chị nhá. Thì bên mình vẫn đang nắm giữ nhóm chứng khoán với một cái tỷ trọng vừa phải, và mình luôn sẵn sàng trong mọi kịch bản, ví dụ tăng thì sao, đúng không, hay là khi nó rũ bỏ thì chúng ta làm thêm như thế nào, mua ở đâu anh chị nhá. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu VND. Nói chung là chứng khoán anh chị phân tích một nhóm cổ phiếu, một cổ phiếu là nó ra hết, đúng không, nó ra hết, band đang bóp rất chặt và trạng thái không có gì thay đổi cả anh chị nhá. Đấy, chúng ta vẫn nắm giữ tỷ trọng vừa phải đối với nhóm này, và chúng ta sẽ hành động theo những cái kịch bản mà nhóm chứng khoán cho, đúng không, đánh ngắn thì làm gì, đúng không, ví dụ nó nổ mạnh lên với vol to, chúng ta có thể tham gia thêm để đánh một cái nhịp đánh ngắn về vùng đỉnh cũ. Đó, đỉnh cũ, đúng không, đỉnh cũ ở đây. Đấy, còn nếu như mà nó rũ nền, nó đi xuống, thì chúng ta sẽ mua ở các cái vùng nó tạo ra một cái vùng cân bằng ở phía dưới anh chị nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như vậy thôi. Ok anh chị, đấy là nhóm chứng khoán nhé. Các cổ phiếu chứng khoán nhỏ như là BSI thì nó có cái sự vận động riêng, hiện tại nó đang chạy trước rồi, đúng không? Cái nhịp này thì nếu mà anh chị nhớ trong năm ngoái thì BSI nhóm chứng khoán nhỏ nó cũng chạy trước, mãi lên đến cái vùng này bắt đầu chứng khoán lớn nó mới chạy. Đấy, chỗ này bắt đầu tháng 5 bắt đầu chứng khoán lớn nó mới chạy từ đây. Đấy, từ đây ví dụ chúng ta nhìn thấy con SSI bắt đầu nó mới chạy từ cái vùng này đi lên, đúng không? Từ tháng 5, tháng 6. Chứ còn con BSI là nó chạy trước đâu đó khoảng tháng cơ. Tức là khi mà nhóm chứng khoán nhỏ nó chạy đâu đó được khoảng tầm ví dụ như đoạn này ấy, là con BSI ấy, nó chạy đâu đó được để mình đo nhé, nó chạy đâu đó về gần x2 rồi chị. Năm ngoái bên mình đánh BSI, đúng không? Nó chạy 60% rồi, thì bắt đầu bên chứng khoán các con chứng khoán lớn nó mới chạy. Đấy, thì hiện tại nó cũng đang có tín hiệu tốt nhé. Ở đây BSI như này là tốt anh chị. Vài cổ phiếu chứng khoán cũng nhỏ khác như VX thì cái phiên này nó bị break, nó hơi xịt một chút, nhưng mà phiên này thì anh chị thấy là cũng là rút chân trở lại thôi. Thì đây vẫn là cái trạng thái tốt, đúng không? Ngày mai mà nó tiếp tục có dòng tiền thứ hai vào thì nó vẫn có thể tăng được một nhịp về đến cái vùng phía trên anh chị nhá. Đấy là VX. Thì một hai phiên nữa là cái phiên mà mình đánh giá là nếu như mà nhóm chứng khoán mà nó bật thì nó nên bật ngay, đúng không? Nó nên bật ngay. Còn nếu như nó vẫn tích lũy đi ngang, dòng tiền không vào, không bật được ấy, thì nhiều khả năng nó sẽ xảy ra pha rũ bỏ nhé anh chị nhé. Tức là sau ngày mai nhóm chứng khoán nên bật, đúng không, ngày mai hoặc chậm nhất ngày kia. Còn nếu như nó vẫn tiếp tục đi ngang tích lũy ở đây thì cái nguy cơ xảy ra rũ bỏ là sẽ có anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn về nhóm thép. Thép thì hôm nay bật tăng thì cũng là một cái trạng thái tốt của thép ở trong ngắn hạn thôi. Tuy nhiên là trên khung tuần thì anh chị hình dung ấy là nó đang chạm về cái vùng cản rất mạnh ở vùng này. Anh chị thấy là cái năm 2020-21 là nó có một cái mẫu hình vai đầu vai ngược ở đây, đúng không? Đây chỗ này, nó xác nhận ở đây. Đó, và sau đấy thì nó rơi rất mạnh. Thì hiện tại là nó bắt đầu về đến cái vùng kháng cự phía trên, đúng không? Đấy, đây là những cái lớp nhà đầu tư mà người ta kháng cự rất mạnh mà người ta đang kẹt. Nếu mà anh chị mà dùng về Ichimoku ấy thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ là cái vùng cản rất mạnh ở trên cái khung đồ thị tuần, đúng không? Đấy, vùng cản giao găm 129. Tức là những cái nhà đầu tư trung hạn hiện tại người ta đang kẹp ở đây rất nhiều. Và hai kiếm Tekan Kijun ở trong khung tuần nó chưa đồng thuận, đúng không? Nó chưa đồng thuận. Thì sáng nay thì khi mà nhóm thép tăng ấy, thì Nam có nói với chị là cả nhà tiếp tục nắm giữ thôi. Còn cổ phiếu mua gia tăng thì hơi khó khi mà gặp cản tuần khá mạnh, hai kiếm trong tuần thì đang cách xa anh chị nhé. Cả nhà tiếp tục nắm giữ, chứ còn mua thì mình nghĩ là nó hơi với một chút, đúng không? Cái biên của nó không còn quá nhiều. Hoa sen thì bên mình mua cái nhịp số 2, mua ở quanh giá 21 cơ. Thì hiện tại mình vẫn khuyến nghị anh chị nắm giữ thôi. Nhưng mà nếu mà khi mà thị trường nó kéo về vùng 1200 và các cổ phiếu này mà nó kéo thêm được một chút nữa thôi
về cái vùng giá 23 24 thì đấy sẽ là vùng chốt. Còn hôm nay mua thì nó hơi bị cao một chút anh chị, biên lợi nhuận nó không được quá nhiều và nó khả năng là nó cũng chưa phá được ngay, cho nên là tạm thời chúng ta nắm giữ các cổ phiếu đang có kể cả HPG đúng không. Đấy, là hôm nay thì nó vượt giao găm, tuy nhiên thì đây nó vẫn là cái vùng cản rất mạnh, hai kiếm nó vẫn còn cách xa nhau, mặc dù nó hướng lên anh chị nhé, nhưng mà nó vẫn còn cách rất là xa nhau. Đó, do vậy cho nên là riêng nhóm thép thì mình vẫn khuyến nghị anh chị nắm giữ, còn để mua để kỳ vọng nó phá, để nó đi xa và nó vào những cái sóng mạnh ấy, thì khả năng nó phải tương tự như nhóm chứng khoán đấy chị, đâu đó phải thêm vài tuần nữa để nó tích lũy thêm ở trên khung tuần anh chị nhá. Tạm thời chúng ta vẫn nắm giữ, năm nay mình vẫn đánh giá rất cao thép. Nam Kim tương tự đúng không? Đấy, Nam Kim hiện tại hai kiếm còn rất xa và nó cũng đã gần chạm về cản giao găm ở đây. Đấy, anh chị nào mà chốt lời trong ngắn hạn trong phiên ngày hôm nay cũng được anh chị nhé. Còn mua thì mình nghĩ là nó phù hợp cho anh chị nắm giữ thôi, còn mua bây giờ là hơi khó một chút. Ok, thế là nhóm thép nhé. Anh chị đang tham gia theo dõi cái video ngày hôm nay, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị mà chưa có người đồng hành đúng không, thì có thể là về với đội của em Nam, liên hệ với số điện thoại đang chạy trên màn hình để Nam hỗ trợ thêm cho các anh chị nhé. Để mở những cái tài khoản VPS mới, hoặc là chuyển ID, hoặc tham gia vào bằng hình thức thu phí. Mở tài khoản mới thì anh chị cứ gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị những cái tài khoản số đẹp để anh chị giao dịch cho nó may mắn. Còn nếu như mà anh chị mà đã có tài khoản rồi, anh chị có thể tham gia bằng hình thức chuyển ID anh chị nhé, cũng rất đơn giản thôi, thu phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ đi tiếp sang các cái nhóm cổ phiếu khác như là nhóm bất động sản khu công nghiệp. Thì hôm nay chúng ta có KBC bị bán khá mạnh và được rút chân đúng không? Hôm nay cho thấy là nó vẫn đóng cửa được trên cái vùng giá 30.5. Đấy, cũng rất là may đóng cửa trên 30.5. Tuy nhiên ấy, thì cái lực bán trong ngày hôm nay là vẫn có đúng không? Thì trong các phiên giao dịch tiếp theo anh chị nào có hàng thì mọi người chú ý giúp cái vùng giá 30.5 ở đây, nó đóng cửa dưới 30.5 thì mình nghĩ anh chị vẫn nên hạ bớt ra anh chị nhé, vì cái lực bán nó tương đối mạnh đúng không? Hôm nay tương đối là rất là may khi mà thị trường của chúng ta nó hồi và nó có một cái nhịp rút chân trở lại, có lực đỡ. Đấy, có lực đỡ anh chị nhé, nói chung là dùng một từ là có lực đỡ. Tuy nhiên là nó vẫn đang ở dưới cái đường 20 đúng không? Anh chị vẫn nên lưu ý cái vùng 30.5 đúng không? Cũng lắm là 30.3 mà đóng cửa dưới thì anh chị cần phải có những cái hành động về việc quản trị rủi ro anh chị nhé. Các cổ phiếu khác của nhóm bất động sản khu công nghiệp thì bên mình vẫn đang nắm giữ như là SSC đúng không? Thì hôm trước nó có một cái cây vượt đỉnh nhưng mà nó bị bán ngược trở lại vào phiên ngày thứ 6. Hôm nay thì nó đang test trở lại, ngày mai sẽ là cái phiên hàng lớn về. Ngày mai sẽ là phiên quan trọng. Nếu mà nó tích cực anh chị, ngày mai nó cũng nên xanh vào phiên sáng để nó kéo lên anh chị nhá. Thì SSC thì bên mình mua khá lâu rồi thì vẫn cầm thôi. Mình mua ở những cái cây dưới này cơ, đúng không? Đấy, những cây bùng nổ theo đà ở đây. Và đánh theo xu hướng thì hiện tại nó chưa có vấn đề gì anh chị nhá. IDC tương tự như vậy thôi. Đấy, những cổ phiếu này thì lên nó khá là chậm đúng không? Nhưng mà nó khá là an toàn. Anh chị thấy là mọi người cầm mà thị trường rung lắc, mọi người cũng không thấy lo lắng lắm đối với IDC. Đấy, tiếp theo có VGC thì nhịp rồi nó có một vài thông tin xấu. Thì ở đây anh chị thấy là hôm nay nó có một cái nhịp nó test lại cái đáy trước và nó rút chân lên đúng không? Hôm trước thì Nam vẽ cho anh chị cái kịch bản là nó test lại đáy trước rồi nó vòng đi lên. Đó, thì hôm nay nó có một nhịp test và rút chân lên khá là ổn nhé anh chị nhé. Con này bây giờ nó quay trở lại, khi nào nó vượt được cái vùng 52.5 thì nó sẽ tích cực trở lại đối với cả là VGC. Thì anh chị nào có hàng thì chú ý cái vùng đáy trước đúng không? Bây giờ anh chị vẫn còn cầm ấy. Nếu mà bây giờ anh chị vẫn còn cầm thì anh chị cứ cầm nhá, chú ý cái vùng đá 50, nó không thủng 50 thì anh chị vẫn cầm được. Còn không thì ở vùng này nó có thể là test thủng ở cái đáy trước này đúng không? Đáy trước và nó bật trở lại là ok. Còn nếu mà thủng thì anh chị phải bán ra nhá. Đấy là VGC. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn về nhóm đầu tư công, chúng ta có VCG. VCG thì hiện tại vẫn đang tích lũy khá là ổn đúng không? Đây là cổ phiếu mà bên mình vẫn đang nắm giữ và cũng là gần như là cổ phiếu duy nhất của nhóm đầu tư công bên mình đang nắm giữ, và mình vẫn đánh giá là con này khả năng là nó bật được một nhịp vượt 25.5 để chạy lên một cái vùng phía trên đúng không, mục tiêu phía trên này. Đấy, đâu đó cái vùng 27 là mục tiêu anh chị nhé. Con này thì hiện tại Nam vẫn đánh giá ổn, chưa có vấn đề gì cả, anh chị vẫn có thể tiếp tục nắm giữ. Form ok, anh chị nào muốn mua thì quanh có giá đỏ anh chị có thể lấy được nhé. VCG, nếu mà VCG nó bật được thì các cổ phiếu khác như là LCG nó cũng ổn thôi. Tuy nhiên là con này thì về form của nó sẽ yếu hơn con VCG, cho nên là mình chưa ưu tiên. Tất nhiên là quanh vùng này thì vẫn đang là vùng tích lũy thôi, chưa có vấn đề gì cả, anh chị nào có hàng vẫn giữ được. HHV cũng ổn anh chị. Đấy, HHV nó cũng ổn nhá. Con này thì hôm nay nó cũng có một cái nhịp test lại đúng không, và đang có một nhịp rút chân, trạng thái thì vẫn đang là cái trạng thái tích lũy tốt, chưa có vấn đề gì quá xấu anh chị nhá. Có FCN thì con này thì yếu hơn đúng không, con này thì yếu hơn con LCG.
Đấy, LCG và LCG, VCG và HHV thì còn FCN này là yếu nhất ấy. Thì anh chị cầm thì chú ý cái vùng 13 13.8 đúng không? Nó không thủng, chưa thủng qua vùng đáy thì chị vẫn cầm được. Còn thủng thì anh chị phải bán ra đúng không? FCN nhé. Rồi thì đấy là nhóm đầu tư công, chúng ta sẽ đi thêm một vài các cái nhóm cổ phiếu khác, một vài cổ phiếu đơn lẻ khác đúng không? Có GEX. GEX thì hôm trước bên mình có bán ở cái vùng giá 23.5 và mua lại quanh 21. Đấy thì hiện tại nó vẫn đang ổn thôi. Anh chị nào có hàng thì vẫn cầm được nhé. Nó chưa thủng qua 21 thì vẫn cầm được. Cổ phiếu này nó có một đáy, và hôm nay có một cái nhịp test đáy và rút chân lên khá là ổn. Cổ phiếu này khi nào nó bật, nó vượt lại được vùng giá 22 đúng không? Vượt được 22, đóng cửa trên 22 là ổn anh chị nhé. 22.2 là ổn đối với cả VCG, à đối với cả GGEX. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu Easywood đúng không? Easywood thì chúng ta đã chốt 1/2 vùng này. Thì đối với cổ phiếu này thì vẫn chưa có vấn đề gì cả anh chị nhé. Nó vẫn giữ được cái vùng nền đúng không? Đây là cái nền là năm kẻ của anh chị này, quanh là 54 thì anh chị vẫn cầm. Ở vùng này thì chúng ta vẫn kỳ vọng cái mục tiêu là 58 đúng không? Cho 1/2 còn lại. Tiếp theo chúng ta có PVT. PVT thì vẫn đang tích lũy ở đây thôi, band bóp chặt đúng không? Nó chưa bị thủng qua các cái vùng kháng cự phía dưới thì anh chị vẫn có thể cầm được nhé. Cái vùng hỗ trợ phía dưới. Đấy, con này hỗ trợ là 25.8, chưa thủng vào đây thì chưa vấn đề gì cả. Vẫn đang ổn. Anh chị nhé. Chúng ta vẫn có thể kỳ vọng một cái nhịp tích lũy và bật được khá nhiều cổ phiếu có cái form tương tự như này đúng không? DCM. Con này thì anh chị chú ý là đang test lại đáy trước, hôm nay thì vol khá là thấp đúng không? Thì cái vùng hỗ trợ của nó, hỗ trợ đáy trước là quanh vùng giá 31 đấy, thì quanh vùng này thì anh chị cứ cầm được nhé. Nó vẫn hơi yếu một chút nhưng mà về trạng thái thì vẫn cầm thôi. Nếu mà nó thủng hẳn 31 thì anh chị hạ tỷ trọng ra nhé. Nó thủng phá đáy thì chúng ta bắt buộc hạ tỷ trọng rồi đúng không? DGC. Con này cũng có một cái nhịp test đáy và rút chân lên. Đấy, và hỗ trợ của nó quanh đây. Thì đây là các cái vùng biên dưới, thì nó về đến biên dưới thì nó đang cân bằng ở đây. Thì anh chị có hàng thì mọi người vẫn chú ý cái vùng này nhé. Nhưng mà nếu mà con DGC nó xảy ra một pha rút bỏ ở đây, tức là đánh thủng luôn 90 mà nó về lại 88 thì sẽ là cái vùng mua tốt cho các anh chị ở quanh vùng 88 nhé. Vùng 88 sẽ là vùng mua hôm trước Nam kể anh chị, vùng mà chờ đợi nếu như nó xảy ra một pha rút bỏ, bởi vì DGC là rất hay, là cổ phiếu mà rất thường có những cái pha rũ bỏ đúng không? Có những pha mà rũ nền, đấy, sau đó thì kéo lại, rũ nền kéo lại, hay là thậm chí cả năm 2020, 20 hay 22 đúng không? Khi mà nó tạo ra một con sóng tăng mạnh từ vùng giá 560 lên cái vùng 120, tức là tăng nhân đôi anh chị nhé. Thì chị thấy là nó xảy ra một pha rũ nền, sau đó nó kéo lại rất mạnh đúng không? Thì nếu như nó xảy ra rũ nền ở đây, thì cái vùng 88 sẽ là vùng mua tiềm năng rất đẹp cho anh chị. Kể cả anh chị có lỡ bị kẹp phía trên, thì 88 sẽ là cái vùng mua tiềm năng để cho anh chị có thể mua trung bình giá. Anh chị nhá, đấy là đối với DGC. Rồi, ok, về TNG. TNG thì hôm trước nó mua, nó chia cổ tức bằng tiền mặt anh chị. Thì cổ phiếu này cái giá trung bình của chúng ta hiện tại quanh cái vùng giá 19.5 nhá. Thì anh chị vẫn cầm được, ở đây vẫn là form tích lũy thôi. Mình thấy là chưa có vấn đề gì cả. Hỗ trợ hiện tại của TNG là quanh vùng giá 19.2 nhá. Anh chị có em vẫn cầm được. Con này vẫn ổn. Ok, thì đấy là toàn bộ những cái nội dung Nam muốn chia sẻ và truyền tải với anh chị trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, với cái dữ liệu được cập nhật vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Thị trường thì về cái form đồ thị của thị trường thì mục tiêu thì Nam vẫn đang hướng tới là cái vùng 1.200 anh chị nhé, 1.205 trong cái nhịp sóng lần này. Và cái kênh của thị trường anh chị thấy kênh trong nhịp này rồi, kênh giá dốc của nó chưa có gì và vi phạm ở trong khung giờ thì hiện tại mà chưa có đỉnh nào của MACD, và cái form đồ thị vẫn đang khá mạnh anh chị nhé, và vẫn đang khá lành mạnh, chưa vấn đề gì cả, và chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới cái mục tiêu là 1.200 một cách khả thi đó. Thì và đánh giá cho anh chị về các cái nhóm ngành, các cái cổ phiếu anh chị đang quan tâm, và mình vẫn đánh giá năm 2024 sẽ là một cái năm rất là tích cực của thị trường. Do vậy cho nên là chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội trong năm nay anh chị nhé. Anh chị nào chưa có người đồng hành và muốn cần tìm một người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư thì có thể là về với đội của em Nam nhé. Thì chúng ta sẽ cùng đầu tư trong cái năm 2024 này để có được những cái lợi nhuận vượt trội so với thị trường. Còn bây giờ thì xin chào các anh chị, chúc anh chị một buổi chiều tốt lành và hẹn gặp lại trong các cái chương trình tiếp theo của Nam anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.